Trực thăng đã được đưa đến phi trường Bamako trong ngày thứ Năm cùng với một số phi cơ chuyển vận do chính phủ các nước Anh, Canada và Bỉ cung cấp. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết đã mở 70 phi vụ không kích, trong đó có 10 đợt không kích bằng phi cơ trực thăng.